Dạ rồi, mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh chuyên xe rù và phun thuốc hàng Nhật Bản bên nhà em Tuyết ha. Thì hôm nay cửa hàng em mới dọn xong con xe rù vừa bên thang vừa bên đổ ha. Con này là máy dầu nha, bánh xích. Tải trọng con đó là con này là 750 kg nha anh chị. Thì bên em dọn xong em lên video cho anh chị mình xem và tham khảo ha. Và em sẽ vô chi tiết nha. Con này đi đầu Yanma L60 ha, công suất nó là 6 ngựa nha. Máy móc bên em Tuyết là bao nguyên zin ha. Còn về cái sườn, về cái phần màu sơn này thì bên em Tuyết đã dặm sơn lại rồi nha. Đó, nói chung màu nó xấu thì em dặm sơn lại thôi. Con này là vừa giật vừa đề nha anh chị nha. Anh chị nào mua thì em Tuyết sẽ gắn cho anh chị mình cái bình nha. Cái này bầu bầu ben của nó nè, bầu dầu ha, siêu to khổng lồ luôn nha, rất là bự luôn ha. Cái này là mình chỉnh ben nè, chỉnh ben lên bên xuống ha. Số con này là 2 tiếng 2 lùi nha anh chị nha, 2 tiếng 2 lùi ha. Những con này trọng tải nó khá là lớn và nó rất là nhỏ gọn ha, thuận tiện cho anh chị mình chở đất đá, bê tông hoặc là phân bón gì đó thì nói chung phù hợp với anh chị mình thôi. Đó, anh chị mình thấy nó phù hợp với công việc thì chốt ủng hộ Tuyết ha. Cái này là mình gạt chạy nha, một cái gạt chạy, một cái gạt thắng, và hai cái này là côn chuyển hướng trái phải nha. Đó, nó hoàn toàn nằm trên mặt hết luôn thì rất là dễ sử dụng nha anh chị. Ai ha, máy móc nó này, công suất nó nằm đây ha. Máy móc là nguyên zin ha, nhìn rất là lực luôn. Những con này thì sắt nó rất là dày dặn nha anh chị. Xích con này thì nó còn được 60% ha. Khi qua cua thì nó có răng nứt nha. Tại vì xích Nhật bãi theo xe thì về Việt Nam mình lúc nào nó cũng có răng nứt vậy nha anh chị. Đó, hơi răng nứt nha. Đó, em Tuyết sẽ quay rất là kỹ trong video ha. Thì anh chị nào mình thấy phù hợp thì gọi điện cho em Tuyết nha. Những xích này nó rất là thông dụng nha, có bán luôn. Khi mà anh chị mình xài nó có đứt hay gì thì cứ liên hệ với em Tuyết hỗ trợ cho anh chị mình nha. Đó, màu xanh sườn gầm thì em đã sơn lại rồi ha. Bên em Tuyết nó mới mưa xong cho nên nó rất là dơ. Đó, mưa nó văng lên đó ha. Con này lấy bên thang tầm 1m2, từ dưới đất lên tầm 1m2, 1m4 anh chị. Đó. Con này đặc biệt là nó có 2 ti bên riêng biệt luôn ha. Đó, mình vừa đi vừa có thể bên thang rồi vừa có thể bên đổ luôn. Chứ có những dầm thì nó chỉ có một bên thôi. Ti bên ở trên ha. Thùng sắt rồi là rin nguyên bản ha. Trên này nó có dăm mục nha anh chị, nhưng mà nó ở cái phần đó thì nó không có sao hết ha. Nó xích hai bên thì nó đều răng răng giống như nhau nha. Thùng con này ngang 70, dài 1m1 nha anh chị. Thùng nó rất là nhỏ gọn ha, sắt rất là dày nha. Sắt bãi Nhật thì nó rất là dày. Cái cầm xích bên này nó có hơi bị không biết là nó trúng cái gì ha, là nó dâm. Thì bên em Tuyết sẽ thêm cho anh chị mình cọng xích mới kia nha. Đó, cọng xích đó là cọng xích mới nha, xích Nhật bãi luôn ha, mà còn mới 100% luôn. Đó, xích Nhật bãi nha, chứ không phải xích mới, nhưng mà nó rất là mới ha. Đó, xích hai bên như nhau nè. Những con này thì bánh xích thì anh chị mình đi đường lúng ha, đường vườn rồi thì nó rất là bền nha. Mình đừng có đi đường đá hay là đường nhựa thì nó rất là nó nhanh hư xích nha. Mình cứ đi đúng đường của nó thì nó rất là bền. Đây nha, bên em Tuyết sẽ thêm cho anh chị một cái cọng xích này ha. Đó, xích Nhật bãi này mà nó mới. Nó mới mà nó dày lắm nha. Để anh chị mình sơ cua ha. Khi nào mà ví dụ nó có đứt cọng nào thì mình thay cọng đó. Đó. Rồi bây giờ em Tuyết sẽ test máy cho anh chị mình xem ha.
Cửa hàng em Tuyết đã test cho anh chị mình xem rồi ha. Những con này nó siêu nhỏ gọn luôn, phù hợp cho anh chị mình đi trong đường chật hẹp nha. Rồi anh chị nào mà thấy phù hợp với công việc của mình thì liên hệ số điện thoại em Tuyết là 0835585879. Cửa hàng em ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ha. Em ship hàng toàn quốc luôn nha. Giá con này em bán tại cửa hàng hơn 30 triệu nha. Rồi anh chị nào quan tâm liên hệ em Tuyết nha. Chúc anh chị mình một cái ngày làm việc thật là đạt kết quả và hạnh phúc bên gia đình nha. Hẹn gặp anh chị mình ở cái video tiếp theo ha.